Pháp cảm ơn cả nhà, cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video của Pháp ha. Thì hôm nay tại cảng Phú Hài tỉnh Bình Thuận á cả nhà, trời gió nên dưới đó nước nó mờ á, lặn biển không có được. Thì hôm nay Pháp qua giao lưu với bạn Mỹ. Thì, đây là ghi của bạn Mỹ nha cả nhà. Thì Pháp qua giao lưu với bạn Mỹ vài hôm để đi ở đây cả nhà, khi nào em lại thì xuống Phú Hài lần lại. Hiện tại thì ghi đang chạy ra điểm cũng cách bờ chạy ra ngoài điểm này tầm khoảng gần 7 lý nha cả nhà. Gần 7 lý, cũng tương đương gần 15 cây số á cả nhà. Thì ra đây thả những thả sò giùm mũ cá ngựa đồ á cả nhà. Sò thì cũng đã mỏn đi rất là nhiều rồi, giờ chỉ thả mấy con đây thôi, kiếm ăn qua ngày thôi. Hôm nay trời cũng gió lắm. Qua wow, nước ngoài này thì khỏi nói luôn, nước ngoài này trong lắm cả nhà. Ngoài này thì quê hương Pháp hay gọi là điểm tàu, giăng tàu á cả nhà. Giăng này thì cũng đã lâu rồi Pháp mới ra lặn lại đó. Hải sản ngoài này thì rất là đa dạng luôn, mực bạch tuộc này, mực nang, cá ngự, ghẹ, ốc, sò cổ tùm lum. Nói chung thì hải sản nó rất là đa dạng lắm. Pháp đang gặp được một con cá ngựa, nó đang ở trong cái rong rêu á cả nhà. Ký hiệu của Pháp là thêm một con nữa luôn. Pháp đang đuổi theo nó đó cả nhà. Đây, thêm một con cá ngựa nữa luôn, hai con. Mới nhảy thì cũng được hai con cá ngựa rồi. Hôm nay thì Pháp ghi của bạn Mỹ để đi vài hôm để giao lưu với bạn Mỹ, vì ghi Pháp ở dưới Phú Hài không có lặn được đó, được hai con cá ngừ rồi. Đây thêm một con sò điệp bay đó. Đây là cái vợt của mấy người dân đi xúc mực đó cả nhà, đi câu mực đêm á, câu mực thẻ á. Đây thêm một con sò điệp bay nữa luôn đó. Sò điệp bay này thì nó cũng có giá trị cũng cao lắm. Đây một con điệp bay nữa đó. Pháp gặp được một mánh ghẹ. Wow, con ghẹ khá là to luôn. Ghẹ này thì quê Pháp gọi là ghẹ so nha cả nhà. Con này thì nó đã có trứng rồi, nó đang mang trứng đó cả nhà. Giờ Pháp sẽ thả lại để cho nó sinh sản. Đa số thì ghẹ có trứng Pháp đều thả lại để cho nó sinh sản thôi, vì ghẹ nó sinh sản rất là nhiều con lắm. Giờ Pháp chôn lại xuống đất để cho nó nằm thôi. Pháp đang gặp một con mực nang đó, nó nằm đó cả nhà. Mực nang thì phải có cây chỉ đâm mới là chắc, chứ mà nước trong như thế này thì dùng móc bắt nó thì 50-50 thôi. Có cây chỉ thì lúc nào cũng 100% là bắt được, khoảng từ 80% tới 100% luôn cả nhà. Còn mực nang đây cũng sổm thôi. Pháp gặp được một con cá ngựa nữa đó. Mùa này thì cũng đang vào mùa cá ngựa nên
kia của bạn Mỹ gia thả cá ngựa vào Pháp, gặp được một cặp ghĩa luôn, một con ghĩa xanh và một con ghĩa so, hai con rất là to luôn. Rất tiếc thì cái con ghĩa so á, nó mới lột thôi. Khi mà con ghĩa xanh với con ghĩa so nằm chung á, một là nó ấp trứng, hai nữa là nó lột nha cả nhà. Cái con ghĩa xanh là con ghĩa đực, còn cái con ghĩa đây là con ghĩa cái, con ghĩa so là con ghĩa cái. Đó, nó rất là mềm luôn, nên nó không có kháng cự được với Pháp. Giờ Pháp thả lại để cho nó chắc thịt lại rồi mình bắt thôi. Đây là bạn nhỏ thời lặng của bạn ghi bạn Mỹ á. Giờ bạn nhỏ sẽ băng con ghi lại dùm giúp cho Pháp. Đó, đây là nhóc tiên thợ lặn của ghe bạn Mỹ đang bắt cá ngát đó cả nhà. Cá ngát thì ngoài này thì nhiều lúc gặp cũng nhiều lắm. Đó, tiên đang bắt cá ngát, thường thì nó hay vào những cái dạp thuồng luồng mà bị bứt bỏ cả nhà. Tới đó thì mau có cá lắm. Nhỏ với nhóc tiên đang bắt á, đây một con ốc mỡ. Đó, nói chung thì ngoài này sò thì cũng ít lắm, một con sò đi bay nữa. Nước ngoài này thì không bao giờ có thể đục đâu cả nhà. Thêm một con sò đi bay nữa luôn. Anh thợ lặn này tên là Phi Lát. Hai anh em gặp nhau để hỏi xem thử có cá ngự và mực nang gì không. Anh Phi Lát bắt được một con ghĩa với lại vài con cá ngự, và gặp được một con bạch tuộc đang ở trong vỏ ốc. Nhìn chung thì bạch tuộc ngoài này thì cũng chưa có vào mùa đâu cả nhà. Con bạch tuộc này thì quê Pháp gọi là con bạch tuộc Mỹ. Nó khác hẳn hơn mấy con bạch tuộc thường. Loại bạch tuộc này là ăn ngon nhất, nó là độc nhất vô nhị trong các loại bạch tuộc đó cả nhà. Pháp gặp được một con sò đi bay nữa. Đây thêm một con bạch tuộc nữa luôn. Mùa này cũng chưa có tới mùa bạch tuộc nhiều đâu. Mùa bạch tuộc nhiều tầm khoảng từ tháng 7, tháng 8 đầu tới mới là nhiều. Một con, hai con sò đi bay nữa, ba con sò đi bay kế bên luôn. Đó, tiếp tục là con sò đi bay, con ốc mỡ nữa. Pháp đang gặp một con ốc hương, nó đang chuẩn bị bò đi á cả nhà. Đây là cái lỗ của nó đang bò đi đó. Con này cũng khá là to luôn. Wow, một cái dĩ khá là đẹp luôn. Wow, giống đồ cổ quá cả nhà. Chắc đem về để xem thử thôi. Khá là đẹp. Về để làm chậu bông thôi cả nhà. Đây một con sò đi bay nữa. Với lại con ốc mỡ. Đây là bạn Mỹ nha cả nhà. Đó,
Pháp hỏi bạn Mỹ được cá ngựa bao nhiêu, bạn Mỹ ra dấu hiệu là được 10 con. Nhìn chung trong cái vợt của bạn Mỹ cũng lụm được một cái tô đó cả nhà. Wow, Pháp gặp được hai con ốc muỗng luôn. Ốc này thì ở quê Pháp gọi là ốc muỗng, một con lớn và một con nhỏ, không biết là hai mẹ con hay là hai cha con đây. Thôi Pháp để lại thôi, Pháp không có bắt. Đó, một con nhỏ một con lớn đó, nhìn bò đi khá đẹp ha. Pháp gặp được một con ốc tỏi. Ký hiệu của Pháp là thêm một con ốc tỏi nữa luôn. Nó đang bò đi đó cả nhà. Đó, đây. Ốc tỏi mà bò đi là nó đi kiếm ăn đó, đi kiếm những con bà để ăn. Pháp gặp được một con bạch tuộc nữa. Bạch tuộc này giá cũng cao lắm, trên 100 ngàn một ký đó. Một con sò điệp bay nữa. Sò điệp bay thì mà mình đây thêm một con nữa luôn. Pháp gặp được một con cá ngừ nữa. Đó, Pháp gặp một con bạch tuộc. Nó ở trong vỏ ốc, trong vỏ sò cả nhà. Con bạch tuộc này thì nó đang ấp trứng rồi, giờ Pháp để lại thôi, để cho nó sinh sản thôi. Bạch tuộc cũng là loại sinh sản khá là nhiều con. Pháp gặp được một con cá mó, nó chui xuống dưới đất, giờ Pháp moi lên Pháp bắt thôi. Cách tầm khoảng cũng 7-8 tháng trước, Pháp bắt cá mó ngoài này nhiều lắm. Cá mó nó là loại ở sâu dưới lòng đất tầm khoảng nửa mét đó cả nhà. Bắt nó thì mình phải moi thôi. Có con thì Pháp moi lúc cánh tay luôn đó. Cá mó này mà về chiên giòn ăn cũng ngon lắm, với lại nấu canh chua. Bạn Mỹ đang quay Pháp một con cá ngựa nữa. Đó, mấy cái rong rêu đó là nơi cá ngựa để chú ngự lại để ở cả nhà. Khi mà mình lặn mình kiếm những cái rong rêu đó, mình mới là bắt được hải mã, mình mới bắt được cá ngựa. Đó, nó núp, khi mà nó thấy mình rồi nó sẽ núp vào kỹ lắm. Đó, một con hải mã nữa. Con sò ngao chọt chỗ lên trên mặt đất luôn. Có những video cách mấy tháng trước thì Pháp bắt sò ngao chọt chỗ lên mặt đất khá là nhiều luôn. Anh Úc thợ lặn của ghi bạn Mỹ đang gặp một con cá đuối ngợi khá là to luôn. Đó, nó nằm đó cả nhà. Đó, giờ anh Úc sẽ đâm con cá đuôi ngợi này nha. Đó, con cá đuôi ngợi cái đuôi nó khá là dài luôn. Rồi, nó sảy nó chạy luôn cả nhà. Một khi mà nó chạy rồi là nó không bao giờ nằm lại luôn. Do cái sợi dây lặn của anh Úc căng quá nên anh Úc không có dây để ý tới mà đâm. Pháp cũng vậy nữa. Hai anh em dây đã căng đi, hai sợi dây rất là căng luôn, nên không có thể nào tới gần được. Pháp gặp được một bánh ghẹ nữa. Thì ra là một con lớn và một con nhỏ. Pháp thả lại con nhỏ cho nó lớn thôi. Còn con lớn thì Pháp bắt. Đây là ghẹ ba chấm, cũng gọi là ghẹ mặt trăng. Wow, Pháp đang gặp một cái sọt đá của những cây trà bỏ lại sau hết mùa cả nhà. Giờ kiếm xung quanh xem thử có cá trình gì không để chỉ. Mùa này thì cũng gần tới mùa ghe bay rút ra để tô bổ lại những cây trà rồi cả nhà.
tới những cái sọt đá như thế này thì hay có một là cá trình, cá mú, có khi hên hên thì được vài con mực nang, cá nhỏ thì cũng nhiều lắm. Nước trong thì tới thì nhìn rất là đẹp. Nước mà mờ thì tới thì sợ lắm, cá khá là nhiều luôn. Nhìn chung thì chắc không có cá trình đâu cả nhà, có kiếm cũng không có. Một con ốc mỡ với lại một con sò dương loại 2 nó trổ lên trên mặt luôn. Đây là một góc của trong con quỷ thì cái góc trà này tầm khoảng 3 sọ đá cả nhà. 3-4 sọ đá luôn. Pháp kiếm văn vẳng thì cũng được con mực nang, nó đang nằm ở ngoài á. Con mực này thì cũng sổn thôi. Đó nó nằm ở cả nhà. Có cây chỉ thì mình đâm nó rất là nhẹ nhàng luôn. Nó cũng được 2 con mực nang rồi. Đó. Ban đêm thì mực nó ngủ bắt rất là dễ, còn ban ngày thì mực nó đi săn bắt nên nó thức. Đây là loại cá chuồng nha. Cá này thì ăn khỏi chơi luôn. Ăn cái thịt nó rất là ngon, ngoài dai như thịt gà vậy. Cá này mà hấp ra chấm mắm mì ăn ngon lắm. Pháp đang gặp một con mực nang trong cái quỷ khá là to đó cả nhà. Đó nó nằm nó ngụy trang màu đất đó. Đây một con mực nang khá là to luôn. Thì bắt nó Pháp phải quạt lên trên để đánh lừa, rồi Pháp mới là hạ xuống mới là chỉ được nó. Nó xịt túi đen thui luôn á. Con này tầm khoảng 1 kg mấy nha, khá là to lắm. Chỉ mực nang như thế này thì rất là sướng. Mực nang thì cũng dao động cũng trên 100.000 một ký đó cả nhà. Pháp lúc giờ cũng chưa bắt mực nang lại, chắc Pháp cũng không có biết giá của nó được bao nhiêu đâu. Chắc cũng tầm khoảng 100.000-120.000 một ký. Đó, túi nó khá là nhiều luôn á. Chút nữa là nó chạy rồi, nó xí cái mang của nó. Pháp đâm xíu á, nên nó dách cái mang của nó luôn. Cứ đâm một con như thế này thì gần 200.000 đó cả nhà. Quá là đã, lâu lâu thì đâm lại mực nang thì rất là sướng. Giờ Pháp xin một tấm hình thôi. Đây là nhỏ bạn lặn ghê của Mỹ. Nhỏ bắt một con cá đuối khá là to luôn, cá đuối ngợi đó cả nhà. Nhỏ đang gia ni là chạy một con nữa, tại vì cái chỉ nó lục á. Cái chỉ nó bị lục nên chỉ nó đâm nó chạy luôn. Một con cá đuối ngợi trong quần của bạn nhỏ khá là to. Pháp đang gặp 3 người thợ lặn luôn. Đó. Nước trong thì mau gặp mấy anh em lắm. Gặp lại mấy anh em hỏi thăm hải sản coi thử có hay không. Đó.
ít khi thì mấy anh em gặp nhau lắm. Một con sò đi bay nữa. Đây thêm một con sò đi bay nữa luôn. Đây thêm một con nữa luôn, ba con á, ba con sò đi bay. Pháp đang chỉ được một con mực nang nữa. Con này thì cũng sớm thôi. Đó. Pháp cũng được 4 con mực nang rồi. Ngồi này thì thả mau có mực. Có mực nang với lại mực bạch tuộc lắm. Bạch tuộc thì nó cũng chưa tới mùa nên nó cũng rất là dai. Quá là đã luôn. Giờ bỏ vào vợt thôi. Pháp đang gặp một con mực nang cũng khá là to nữa. Đó, nó đang nằm. Pháp để cam xét quá nên không thấy cận cảnh được. Đây, con này thì tầm khoảng 1 kg nha. Wow, con này cũng to lắm cả nhà. Đó, nó mà cắn mình một cái là tiếc tay đó cả nhà. Cái miệng của nó to lắm. Quá là đã. Bắt được 2 con to. Bắt nó thì mình phải làm cho nó chết thôi, để không thì nó chạy tiếc lắm. Vì lâu lâu chỉ được 1 con thôi. Đó. Màu minor của nó là màu trắng đó cả nhà. Nhìn khá là đẹp ha. Khi mà gặp mực nang thì mình Pháp không thể nào quay được cận cảnh đâu. Quỳ quay chỉ cần 5 giây, 10 giây là nó sẽ thấy mình nó chạy thôi. Pháp hỏi bạn Vũ, thuyền trưởng của ghe bạn Mỹ. Bạn Gianni được 7 con cá ngựa. Đây là anh Lát luôn. Anh Lát Pháp Gianni cho anh Lát được mấy con mực nang. Anh Lát đang chỉ được con mực nang đó cả nhà. Rồi cuối cùng thì anh Lát cũng đã chỉ được rồi. Con mực nang này cũng sớm thôi. Đó, nhìn nó xịt túi đá ha. Xịt túi rất là đen, đen thui. Đó. Pháp gặp được một mánh ghĩa so nữa. Con ghĩa này cũng khá là to luôn đó cả nhà. Ghĩa này thì là ghĩa loại 1 rồi. Nhưng rất tiếc nó đã có trứng rồi. Đa số thì ghĩa có trứng thì Pháp không bắt đâu. Giờ Pháp chôn xuống lại thôi. Nãy giờ thì Pháp bắt cũng được 4 con ghẹ rồi đó cả nhà. Chỉ lấy được một con ghẹ xanh thôi. 2 con ghẹ có trứng và một con ghẹ đã bị lột da, thay da. Con đây là con thứ 4 rồi cả nhà. Một con cá ngừ nữa. Đây Pháp gặp thêm một con cá ngừ, nó đang quắn vô cái cây rêu quá cả nhà. Đó, nhìn nó nằm núp vào cây rêu kỹ ha. Đó, khi mà nó phát hiện ra mình rồi nó sẽ quay lại, nó sẽ uốn cong lại, mình sẽ không thấy nó đâu. Pháp gặp được một con ghẹ so nữa. Wow, con này nó cũng có trứng luôn rồi cả nhà. 3 con có trứng luôn. Hôm nay thì một ngày không may mắn cho lắm, được 3 con có trứng. Thường cũng như mọi khi thôi, ghẹ có trứng thì Pháp sẽ thả nó lại thôi. Đó, ghẹ thì nó nằm mánh, nó chỉ lòi 2 con mắt của nó lên thôi nên nhìn nhận dạng của nó khó thấy lắm.
Pháp được con sò điệp bay luôn. Giờ cũng đã tới giờ lên ghe chạy vào bờ rồi. Giờ lên xem thành quả của mấy anh em Pháp một ngày lặn tại điểm tàu này thả có được nhiều cá ngừ và mực hay không ha. Kết thúc video tại đây ha. Rất mong cả nhà đăng ký kênh.